Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay tuy được kiểm soát nhưng vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là khi thế giới đã ghi nhận biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2 có nguy cơ bùng phát được dịch mới. Để chủ động ứng phó với dịch COVID-19, Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành công văn số 1322 ngày 3 tháng 12 năm 2021 về việc tăng cường thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19. Trong đó, nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân trong công tác phòng chống dịch, củng cố, phát huy vai trò của các tổ COVID cộng đồng trong việc giám sát các trường hợp về từ địa phương khác, các trường hợp cách ly y tế, chữa trị tại nhà. Công văn yêu cầu thực hiện tốt 3 trụ cột trong công tác phòng chống dịch, gồm cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể, có mục tiêu và lộ trình để có giải pháp phù hợp, hiệu quả, sớm kết thúc cách ly, phong tỏa, xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch, đảm bảo khoa học, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên và việc trả mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1, rà soát, vận động các đối tượng chưa tiêm trên địa bàn thành phố đăng ký tiêm vaccine và xây dựng kế hoạch sẵn sàng tiêm mũi 3 khi Trung ương chỉ đạo thực hiện.